Khởi động giai đoạn mới dưới thời tân huấn luyện viên người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Philippines tại chảo lửa Mỹ Đình. Với lối chơi còn là những ẩn số, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hướng tới một chiến thắng dành tặng khán giả nhà. Vòng loại thứ hai World Cup, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Philippines, 19 giờ ngày 6 tháng 6, trực tiếp trên VTV5.